mà tạo hóa nó ban tặng. Hay nói khác hơn, tình yêu luôn là chân lý, luôn là đời sống của mọi thời đại. Chính vì thế, tình yêu luôn là hướng đi, là ánh sáng xây dựng cho chúng ta đến bến bờ hôn nhân hạnh phúc. Đến sự ngày hôm nay, ngày mà ông Tư bà Nguyệt đã xây dựng chị Hôm, kết hợp cho cô dâu Ánh Xuân và chú rể Văn Hôn chính thức là vợ chồng hợp pháp với nhau. Và trong buổi tối ngày hôm nay, một lần nữa thì mình cũng sẽ được hứa thêm mà cho tất cả quý vị, thêm mà cho những người thực hiện chương trình âm thanh ánh sáng và tiếng sự chương trình bây giờ để chúng ta được trang năm hạnh phúc và chúc lên hai hồng tình trạng mới thông dâu và một không quen chúc cho tất cả các vị khách quý của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay chung một bữa tiệc thật là ngon miệng. Và ngay bây giờ cũng không để các vị chờ đợi đâu thêm nữa, chương trình văn nghệ chủ đề hát về tình yêu xin phép tóc đầu. Và trước khi đến với bộ tình khúc đầu tiên thì Giang Hạnh cũng không quên là thay mặt cho Yên Đinh cũng như là sẽ thay mặt cho những người thực hiện chương trình xin gửi lời mời đến tất cả các vị khách quý chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Nếu có tinh thần yêu văn nghệ thì hãy để chồng chồng mình những ca khúc tình khúc mà các vị yêu thích nhất để thay cho lời chúc mừng đến cho cô dâu và chú rể cũng như là góp phần cho chương trình văn nghệ của chúng ta trong buổi tối đêm nay thêm long trọng hơn nữa, có được không ạ? Và mở màn, Giang Hạnh xin được phép gửi tặng đến tất cả các vị một sáng tác của nhạc sĩ Yên Vân, nhạc phẩm được mang tên Đêm Huyền Diệu. Xin mời tất cả các vị cùng lắng nghe.